hồi báo thì đẹp, chấp tức là hồi báo. Đúng. Nợ phải giảm. Đúng rồi. Nhà tôi mấy thằng nợ này, trốn. Lập bật. Mẹ cứ cụp mũ xuống. Nhau gì cơ cô? Mời mọi người nhá. Nên chào, nên toàn chào tất cả đình nhá. Buổi sáng hôm nay hai anh em lại ra làm hai ba tiết cả nhà. Nói chung là cái này nó có quen thuộc rồi. 20 không mà cho. Cái đánh vào một tiết một nước không? Sáng đến tiết cành vòng lợn. Bình dân. Vài tiết đỏ đấy cả nhà. Đỏ này tiết đỏ rực rỡ. Sáng đến mà mỗi anh em làm bát ăn cho nó đó, mát mẻ trong người. Đấy, bây giờ đã xong rồi nhỉ. Đấy, một tô lòng đĩa lòng kho vật vã này, với cả hai ba tiết. Đấy. Buổi sáng đến rồi làm chén rượu cho nó ăn cho nó rực rỡ. Tiết canh nóng lợn buổi sáng bình dân cả nhà. Nghĩa phà ăn cái này khác gì rồi là chấm ớt không như thế mà không phải là chấm canh. Rồi mời lại đây nha. Buổi sáng chúc mọi người sức khỏe nha. Sáng ly rượu. Ly rượu. Chúc mọi người sức khỏe. Ai nhìn quen quen áo đỏ đỏ nhìn quen quen. Bác biển với cả bác phở bây giờ mới đến. Đúng lắm gặp bác phẫn đi ăn sáng nửa năm nay mới hôm qua nhìn thấy xong nửa năm mới gặp ăn sáng ở đấy nửa năm mới gặp ăn sáng gặp trùng hợp nhìn thấy thì nhìn thấy ngày nào là nhìn qua ngon hôm nay mà ăn cái sụn này ngon gặp ở đây mà còn sang đây còn đầu không dám ăn cái lòng ngon cánh ông nọ mà gặp sang đây thì hôm nay thì uống tí rượu mới về được trong kia em nghỉ đạo sâu gì ạ? Đạo sâu nhất là nhất đạo sâu là nhất là phục đầu tiên thứ hai xin con nói giỏi đầu cái yếu cái nạp còn xe nó mới yên thứ đầu thứ hai xin con nói giỏi mỡ mượt béo tốt đấy gái cho anh sinh gái đấy. Con này anh ơi anh ấy gặp đây bụng mạnh lên triệu nghỉ nhau nghỉ nghĩa nghỉ thì cần nghĩa nghỉ ta ngồi đây đi cần nghỉ mà kêu xuống mặt phấn diện ăn ăn trưa rồi tối nay có gì đâu tối hôm nay anh em đoàn viên mới đây đầu tiên ăn qua ai mà nhà mà tư khoa cho thế là không buộc các bạn nó mất nọc qua ai mà ăn ở nhà năm nào mà ăn chứ wow này nó xong ngoằm nhà mà
trên đây này. Gần cái đoạn thẳng cái đoạn này, qua ao này xong tới cái đoạn nhà thờ Chu đấy thì không biết là đi thẳng cái chỗ này lên cái ao này cái góc đây này. Cây thông chợ đập vào trong số anh em mình nắm giữ đường cái tôi là tiếng ngoan của mình xin rằng mình là tôi chẳng phải là thằng Mà Điền giòn tan nhai em cũng hậm có giòn biết cái ao co cho đi thử lên khoảng hơn 100 mét này đấy thì dân những địa đường này một đường trái khu dân cư này chuyển về đây không phải dân cư đất thổ địa bao nhiêu và trái khu dân cư dưới kia giờ lại chuyển về đây mà đặt xây là phải ở đây là hầu như là gì thì chẳng đéo được cái đường ở còn dài như vợ là xong tướng là học là căn trại đéo được nó lấy vợ nó đi biết về lấy vợ thù bạn tên là lớn đang học sao mày học cái gì đấy cảnh nhá chào em gái thế mà em chẳng chào gì nè biển đã cả nhau anh cũng vừa chào và chào cô soạn đấy mà cô cứ ngồi không bày hết thì đã quay ngược lên nhà lăng cái điện nhà lăng ai quên đi làm bát cháo ăn uống nó không bị trước nhưng mà đang nói giờ trước anh bảo thì con gà nó bị ra còn tranh nhau háo hức thì bây giờ anh đi đám cá thừa thì con gà nó còn nguyên vận chuyển ở đây mà vẫn còn sức khỏe không sức khỏe mấy bây giờ thì kéo vẫn lại bây giờ gạch cái toàn trộn linh tinh mà gạch bây giờ thế gạch như vậy gạch như của tôi đúng gạch ngày ngày xưa là nung sáng quá được sáng sớm mới tưởng toàn bằng cái đi quê tôi không gọi cho công em đó riêng nhà Thảo ở đây nữa không đang nói là trước sinh ra nhá. Ông đến tên là gì? Quê mẹ tên. Ông ấy tên là gì nhỉ? Quê Nhật. Nhật. Đi ơi. Đó này là miếng sụn đấy, sụn đúng không? Đúng không? Đã đánh cái canh thừa này để bữa nay ăn. Là giống giống như chó nhà xưa. Đây quỳnh đấy phần như này nhiều tôi mời mọi người nhá rồi mời lại đây chè xanh ngon chứ cái chó đâu nên bảo cái bố ra quán bố không ra kiểu mệt mỏi bố ngày ngại phải mua về tao sổ sống nó vàng quăng năm trăm cái cháu thế là đồn vào bác chú nợ bác em cử trong
kiểu thật nhất rồi phá phá bắt trốn hút Hưng nó thật đi cái gì nữa. Hưng nó thật đi cái gì nữa. Tội nhìn nợ. Mẹ ở tôi. Nhất, nhất nợ gì tôi. Tôi thì nó không có nợ. Tùng này đây là Tùng này ăn tiết canh này trốn mấy tháng. Tôi trốn nhiều mấy năm. Lệnh truy nã đấy. Mà cứ ăn nhiều tiết canh lòng nợ nhiều là. Mẹ cứ cụp mũ xuống. Nhau gì cô? Mời mọi người nhá. Đi không đi qua. Sáng tia cày nó lợn bình dân này nhỉ? Đúng rồi, rừng có gan nợ, phải có gan trốn. Đã nghe rừng ngã. Nhưng cái kia chua xuống thì hết cơ. Để nào đi. Thì nghe ra rồi rừng ngã. Chúng ta sáng bảo là thích chuyển. Có em đang mấy thằng anh nó đang chuyển chân quân thôi. Anh cứ làm chân quân không? Nó giảm mình cứ chuyển chân quân. Gặp đủ mưa rồi, đỡ phải gắp tiếp. Hôm nay đánh chuẩn với nhà mình. Đánh tiếp ngon, đánh thơm. Đánh cần sụn không? Sụn đâu hơn, ngủ mặt. Còn cho anh mình miếng chân đầy, nhưng mà vắt hết mỗi người một lần. Đấy, con miếng bé này. Ta tưởng cả miếng mới. Không. 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 Bà cái nét mà cũng biết. Thôi, cái loại chứ nợ, động đi ngoan. Kìa, một đống thì còn chán. Một đống vợ đang ngồi bên, vợ đang ngồi bên cạnh kia mà bà tươi bà cứ chọc máy vào. Chung không gì? 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 Chung nhưng không vợ biển này nhìn mặc váy đẹp ấy nhỉ. Hôm nay đi ngày nghỉ. Hôm nay ngày nghỉ à? Ừ, công ty phù hồ phù vữa. Ủa đấy bà sẵn lấy cháo chưa? Đấy đang lấy cháo để chờ. À, dạ. Ăn thì đưa còn gì nữa ngồi. Là dí một chân đấy. Ôi dí bác ngại như thế. Bác gái ngại. Bác gái ngại. Quầm đấy, đầu chọc hết bát tiết canh rồi này. Đầu chọc đã xong bát tiết canh rồi này. Ngon này ngành đào vào buổi sáng. Bát tiết canh ngon đồng đồng. Lòng thì nó tận 20 cân. Đấy, đúng thế. Đây, bà lấy lòng này bà để chia cho cả làng. Bà lấy tận 20 cân. Không có đầu non ngon. Chuông à? Nó khen cái này nhỉ, cái thế từ nãy giờ. Đấy. Càng mấy chuyến đi. Càng mấy chuyến. Ngồi nó lúc ông cử bảo tôi lên đi chở cây kia mấy cái hoa kia kẹt không ngại. Ở trong TV keng rồi, ở ngoài keng rồi. Đến tôi quay chú thì chó và uống bia. Chó thì vợ uống bia thì chịu thôi. Đất không chịu giờ giờ chịu đất. Nó nóng rồi. Thế mà hết 5 két, mấy bố là kia không uống được, hết 5 kích. Nó làm cái này lý là gì? Dạ. Thế mà kia không uống được hết 5 kích. Không uống. Ừ. Thế mà bảo nó làm cái không uống. Trời, mua 6 thừa 1. Uống ác này. Buổi sáng đi toàn với chú Nghĩa với cả bác Phởn với bác Biển với Ngọc. Mấy anh em tạm dừng cái clip đây, chào tất cả gia đình nhá. Mình cố gắng cho anh em một like và đăng ký chia sẻ để ra những clip hay nhất để gửi tới mọi người. Chào gia đình. Chào cả nhà nhá, hẹn cả nhà clip sau nhá. Hẹn cả nhà clip sau, thank you mọi người.